Với 200 triệu đồng, các bạn có thể hoàn thiện được gì tại Vinhome Ocean Park? Tôi đang đứng tại cái khu vực công viên trung tâm của Vinhome Ocean Park. Các bạn có thể nhìn thấy khu vực này toàn bộ chủ đầu tư đã hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan. Và đây là các cái hệ thống tưới cỏ tự động từ chủ đầu tư. Với cái hệ thống tưới cỏ này ấy, thông thường tại chủ đầu tư Vinhome ấy, trước đây chỉ bố trí tại các cái khu vực Vinpearl Luxury thôi. Các bạn có thể gặp tại Vinpearl Phú Quốc 1, Vinpearl Phú Quốc 2 hoặc 3, 4. Từ dự án Vinhome Ocean Park này ấy, thì chủ đầu tư bắt đầu thiết kế toàn bộ hệ thống tưới cỏ tự động cho các khu vực công viên và khu vực công cộng. Bên phải tay tôi đây là khu vực dãy Shophouse. Cái khu tôi đang đứng là dãy Shophouse 09. Vị trí sau này sẽ là khu vực văn phòng của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Evila. Mời các bạn hãy cùng ghé thăm cái công trình của chúng tôi để xem là với cái chi phí tối thiểu các bạn sẽ nhận được cái công năng như thế nào nhé. Xin mời. Đây là hiện trạng mà khi chúng tôi tiếp nhận bàn giao từ chủ đầu tư Vinhome. Toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà ấy, cảnh quan bên ngoài là chủ đầu tư đã hoàn thiện. Và cái khu vực bên trong, đây, mời các bạn vào bên trong, thì hoàn thiện dừng lại ở cái mức là chủ đầu tư chỉ đổ cát san phẳng, tường xây bên trong chưa chát, trần bàn giao là trần thô, bê tông cốt thép. Và đây chính là cái căn mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, căn Hải Âu 09, SP09-34. Cái căn này có cái diện tích đất rơi vào 63m² và diện tích xây dựng của chúng tôi là 53m². Căn này có 5 tầng và 1 tum. Các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cái phần đây, vỉa hè đây. Đến cái gạch màu nâu tím này. Toàn bộ khu vực này chính là cái khu vực diện tích đất. Và sau này khách hàng sẽ toàn quyền được sử dụng cái khu vực diện tích này để kinh doanh buôn bán. Đây là cái khu vực vỉa hè mà chủ đầu tư đã hoàn thiện. Đây các bạn nhìn thấy là trải qua dự án này được bàn giao từ năm 2019, trải qua hơn 3 năm. Nên là cái phần hạ tầng bắt đầu đã xuống cấp do sụt lún. Và đợt tới chủ đầu tư như tại các khu khác thì đang tiến hành cải tạo và sửa chữa cái khu vực này. Mời các bạn vào trong nhà cùng với chúng tôi. Trong nhà đây thì chúng tôi đang sử dụng là cái gạch ceramic 600x600 để lát phần sàn. Khi mà các bạn nhận bàn giao từ chủ đầu tư ấy, thì toàn bộ cái khu vực trong nhà này tiêu chuẩn nhận bàn giao đấy là nền đổ cát này, tường xây gạch không chát và trần bê tông để chống. Và khi mà về thì chúng tôi bắt đầu sẽ phải làm bể phốt này. Đây là khu vực bể phốt của chúng tôi bên dưới này nhé. Bể phốt bên dưới. Bể phốt ở đây thì để mà tối ưu chi phí thì chúng tôi sử dụng cái dòng bể nhựa composite. Cái kích thước là nằm 2,2 khối nằm ngang. Chôn đào lên và chôn xuống. Sau đó là chúng tôi sẽ xây 4 cái trụ ở 4 góc. Bên trên sẽ đổ một cái tấm bê tông cốt thép để làm cái tấm đan. Tránh sau này chúng ta đi lại sẽ gây cái lực để làm nứt vỡ cái hệ thống bể phốt này. Và toàn bộ khu vực nền này chúng tôi tưới nước đầm chặt và đổ một lớp cái bê tông không cốt thép dày 10 phân. Sau đó tiến hành cán nền và lát gạch lên bên trên. Còn đây là cái khu vực đây là khu vực tường. Khu vực tường này thì chúng tôi tiến hành chát này. Sau đó là sơn bả hai nước. Sơn lót một nước và hai nước sơn màu trắng. Cái khu vực này thì sau này chúng tôi sẽ bố trí làm cái văn phòng của bên Svilla. Thế nên là cái tông màu trắng là cái tông màu chủ đạo mà chúng tôi lựa chọn. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là cái hệ thống trần. Đây là hệ thống trần của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cái hệ thống là trần nan gỗ. Các nan gỗ ở đây là có kích thước 2m4, cao là 10 phân và rộng là 4 phân. Sử dụng các nan gỗ treo. Khoảng cách giữa các nan gỗ là 20 phân. Sử dụng các cái ti để treo lên trên trần bê tông cốt thép. Có một lưu ý là khi mà các bạn hoàn thiện cái dòng trần nan gỗ này thì trước khi mà các bạn treo là toàn bộ hệ thống trần cũng như các cái hộp kỹ thuật bên trên ấy các bạn sẽ phải sơn đen. Bởi vì khi mà sơn đen thì chúng ta nhìn ở dưới lên nó sẽ tạo được cái không gian nó rộng hơn và nó tránh bị lộ các cái hệ thống kỹ thuật ở trên trần. Tôi bố trí đây là khu vực lễ tân này, lễ tân và background. Đây, chúng tôi sẽ kê cái phần nội thất. Các bạn có thể ghé thăm cái tập sau khi mà chúng tôi set up đồ nhé. Sau này cái khu vực này chúng tôi sẽ bố trí cái phần lễ tân này. Trần ở đây là trần chìm.
bố trí các cái đèn downlight, và trên cái phần trần này chúng tôi sử dụng các khe hắt. Khe hắt sử dụng ánh sáng màu tím cho nó chút mơ mộng. Đây là cái khu vực, đây là cái chúng tôi không sử dụng bể nước ở trong căn này nhé. Ở đây nước tại Vinhome Ocean Park này thì áp lực nó tương đối mạnh, vì thế nên là để tiết kiệm chi phí ấy, chúng tôi sẽ đấu thẳng cái đầu cấp nước vào trong máy bơm và sẽ bơm lên cái tét inox ở trên mái. Tóm lại ở dưới tầng 1 ấy, thì chúng tôi thứ nhất là chúng tôi không làm pit thang máy, không làm bể nước, sử dụng là cái bể phốt bằng nhựa composite chôn sẵn, tiến hành lát gạch rồi chát sơn bả hoàn thiện. Đây các bạn nhìn thấy toàn bộ các cái không gian khu vực mà chúng tôi vừa hoàn thiện xong. Đây là cái khu vực cầu thang mà chúng tôi bố trí theo phương đứng. Đây các bạn nhìn thấy hệ thống cốn thang nhé, là chúng tôi sử dụng hai cái thép hộp 50x100, và cái phần mặt bậc cầu thang ấy là chúng tôi sử dụng tôn nhám dày 3 ly bẻ cong ở hai đầu để tạo cái đây tôn nhám dày 3 ly và uốn cong nhé, uốn cong hai đầu và cái phần mặt mũi bậc này để kết cấu này chịu lực sẽ tốt hơn cái dòng tôn nhám nhám phẳng. Còn cái phần lan can tay vịn này bên trên ấy, khu vực này thì đây chính là cái hộp 40x40 dày 1.4 ly, và cái nan của lan can này chúng tôi sử dụng cái dòng thép hộp 20x20 dày 1.2 ly. Cái giai đoạn này là chúng tôi mới đang tiến hành là lắp ghép này, lắp này, hàn này, đánh dỉ, đánh sạch, sau đó là sơn chống dỉ rồi sơn hoàn thiện. Đây, mời các bạn lên trên tầng 2. Đây là vị trí cầu thang liên kết với lại cái dầm sàn tầng 2. Ở đây thì chúng tôi sử dụng đấy là cái bản mã hàn và cuốn thang và liên kết bằng các vít nở bắn vào trong bê tông. Một lưu ý đối với các bạn đấy là khi mà chúng ta sử dụng cái dòng cầu thang ấy, cầu thang mà sử dụng cầu thang sắt này, thì khi thi công thì các bạn sẽ phải cắt phẳng cái vị trí này. Bởi vì nếu mà không cắt phẳng ấy mà các bạn sử dụng bằng hình thức đục nhé, thì bê tông tại vị trí này ấy, nó sẽ om và không thể bắt được vít nở, hoặc là nếu mà bắt vào thì sau này nó sẽ xảy ra thì hiện tượng đấy là có thể nó sẽ bị bung cái vị trí này ra. Đây là cái vị trí tầng 2. Trên tầng 2 này thì sau này chỉ là nội bộ bên cán bộ nhân viên bên tôi ngồi thôi, nên là khu vực này chúng tôi cũng hoàn thiện tối thiểu. Đấy là cái phần sàn đấy nhá. Sàn này thì chúng tôi chỉ mài vệ sinh sạch, sau đó là sẽ trải cái tấm này là tấm simili dày 2 ly này. Đây, simili giả gỗ dày 2 ly. Đây là cái phương án lựa chọn, nói chung là tôi thấy tương đối hợp lý, bởi vì cái tấm này nó có cái ưu điểm đấy là nó dai và nó không bị thấm ngấm nước. Cái này các bạn có thể lau nước rất là thoải mái nhé. Còn đối với tường ấy, tường ở đây thì chúng tôi sử dụng cái phương án đấy là phun trực tiếp hai nước sơn vào tường gạch. Đây. Hai nước sơn vào tường gạch. Các bạn có thể thấy đây là cái phương án hoàn thiện tối thiểu. Nó cũng vẫn đảm bảo cái điều kiện là sạch sẽ và giảm thiểu được cái chi phí cho mọi người. Còn trần ở đây thì chúng tôi giữ nguyên cái hệ thống trần bê tông cốt thép của chủ đầu tư. Chúng tôi không can thiệp đến hệ thống trần. Toàn bộ cái hệ thống cơ điện nhé, thì chúng tôi sử dụng cái phương án đấy là ống gen đi nổi, không chôn âm, đi vào trong các ống gen chống cháy này, đấu nối lên các cái đầu cấp thiết bị đèn, công tắc, ổ cắm. Ở trên tầng 2 này thì chúng tôi bố trí một cái nhà vệ sinh. Đây, đây là cái khu vực nhà vệ sinh. Thì trong này chúng tôi bố trí là một cái chậu rửa này và một xí. Khu vực nhà vệ sinh này thì được xây chát ốp lát hoàn thiện đầy đủ. Cửa bằng nhôm PMA, cánh thì là bằng kính màu trắng đục, dày 6.38 ly. Đây cái khu vực nhà vệ sinh, và chúng tôi có làm các cái gờ này, các bạn hình đấy, đây là cái gờ để sau này tránh cái nước nó có thể tràn từ nhà vệ sinh ra bên ngoài. Như vậy là mình vừa kết thúc cái video chia sẻ shop house tại Vinhome Ocean Park. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy bấm like và đăng ký để đón nhận các video tiếp theo. Các bạn có nhu cầu hoàn thiện
thì hãy liên hệ với S Villa, đơn vị thiết kế thi công chuyên mảng biệt thự Shophouse Vinhome. Xin chào các bạn.